Hello chào anh em nha, hôm nay chủ nhật nha mấy anh em. Chúc anh em một ngày nghỉ vui vẻ nha. Hôm nay mình cầm con hồng hạnh bội đi giật lần 3 nha mấy anh em. Hôm nay giật lần 3 xem nó có tiến triển chưa, mà em thấy là nó vẫn nhét nha. Anh em thấy nó nhét vô, ok nha. Ok nha anh em ơi, lần ba giật lập cánh bụi quá mấy anh em, mà mới tội là mình tới gần là nó nhét nha, rồi nó nhậu lông quá giờ mọn kìa. Còn hạn nha anh em, lần ba là chơi ghê thật chứ, một lát nát lông gần trên bụi lên, mới tội là còn nhét nha.
hôm nay là có tiến bộ nha bên em. Bên em lại gần là nó buông ra nhưng mà nó không tung lồng nữa mà nó vẫn hót nha. Ok, tất cả chúc tất cả các anh em xem clip vui vẻ nha. Clip này là 57 phút nha bên em. Khiếp rồi chứ.